Vợ chồng em ăn cơm trưa đây. Đây là đọt su su này. Đây là cá bóng kho tự. Đây đây, đi vào đây. Cái này là đọt su su đây. Mời cả nhà ăn cơm trưa nha. Đây là đọt su su xào tỏi này nha. Đây là cá kho tộ nha. Cơm cá ngon lắm rồi nha. Giòn ngon ngọt. Cá này ăn cả xương. Người ta bán cơm thịt cho nó không? À, nó khoan riêng. Cá chuyển những người rất là thương tiền thôi. Bán là tổng tăng. Nhưng tưởng rác thôi. Mình ăn cho hết được thì nhưng tưởng rác thôi. Rưới là tổng tăng riêng hết. Riêng ớt tiêu. Ớt tiêu. Kêu đây. Cái món su su ngon cả nhà. Cơm thịt nhá. Kêu nó một đĩa cơm à, một miếng một ít thịt heo cho nó ăn nha anh. Một ít thịt heo nó ăn cơm nó đòi rồi. Nó ăn đói rồi. Nhiều lắm, bán nhiều.
thích kêu ăn đi hết rồi. Thôi được. Lạ tai. Có ăn cơm được không? Chào mọi người nhá.